Thưa quý vị, sáng nay 18 tháng 4, nhằm ngày 10 tháng 3 âm lịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng ở Điện Kính Thiên thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ. Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã dâng hương hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp văn minh như ngày nay. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ tổ, triệu triệu con tim người Việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về Đền Hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ tri ân công đức các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng là hoạt động chính quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện trong lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm Giáp Thìn 2024, nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hướng về nguồn cội, tri ân công đức tổ tiên, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên quê hương đất tổ.